người đàn ông nhận được một chiếc điện thoại thần kỳ. Dựa theo chỉ dẫn trong tin nhắn, anh ta liên tục thắng bài. Hôm nay review chất sẽ giới thiệu cho các bạn bộ phim học thuyết khủng bố. Mark là một kỹ sư máy tính. Sau khi kết thúc công việc ở Bangkok, anh ta đã đặt vé máy bay về Mỹ. Đặt xong, anh ta nhận được một gói hàng, tưởng rằng là hoạt động tặng thưởng của sân bay. Nhưng cái điện thoại này trông có vẻ không rẻ chút nào, trừ phi đây là hàng cao cấp mọi người hay nói. Một lúc sau, Mark đã nhận được một tin nhắn, bảo anh ta đừng nên vội vàng về Mỹ. Trong 2 ngày này khách sạn có hoạt động giảm giá. Sau khi xác nhận qua điện thoại, Mark nghĩ có hoạt động thì cớ gì không tham gia, nên lùi vé máy bay sang 2 ngày sau. Ngay lúc anh ta đang đắc ý hưởng thụ, trên TV phát bản tin nhanh, chiếc máy bay Mark vốn sẽ đi hôm nay đã bị rơi. Tất cả những người bên trên đều bỏ mạng, Mark thoát được một kiếp. Không ngừng cảm khái, may mà khách sạn làm tuyên truyền tốt quá. Nhưng tiếp tân lại nói, họ sẽ không gửi tin nhắn cho khách hàng của mình. Vậy tin nhắn đó của ai gửi? Trong điện thoại không có lưu tên người gửi. Lúc này Mark lại nhận được tin nhắn, bảo anh hãy mua cổ phiếu. Mark không quan tâm, nhưng ngày hôm sau cổ phiếu đó tăng mạnh. Vì vậy khi lần thứ 3 nhận được tin nhắn, anh ta không chút nghi ngờ làm theo. Ngồi máy bay bay đến Praha, vừa xuống máy bay anh đã gặp được tài xế xe taxi người Nga, Yuri. Lúc nói chuyện trên xe, Yuri nhanh chóng nhìn ra cái điện thoại Mark đang cầm có chức năng định vị toàn cầu, là một cái điện thoại chưa đưa ra thị trường. Yuri lập tức đưa một tờ danh thiếp qua, nói trừ việc lái xe, mình còn kiêm chức mua bán linh kiện và sửa chữa điện thoại, có việc cần cứ tìm anh ta. Mark cầm lấy danh thiếp, dựa theo chỉ dẫn trên tin nhắn đến sòng bạc, đi đến máy đánh bạc số 13. Một lần đã trúng, thắng được 100.000 euro. Lúc này người giám camera của sòng bạc đang theo dõi, thấy anh ta cầm tiền thưởng đi đến bàn blackjack, đặt được toàn bộ 100.000 này. Cũng chỉ dùng một lần anh ta đã tăng gấp 3 số tiền vốn có, quản lý sòng bạc đã không giữ nổi nữa. Ông nhận ra Mark luôn nhìn vào điện thoại, biết trong này chắc chắn có trò mờ ám, rất ít người có thể kiếm được tiền từ sòng bạc. Vì thế quản lý phái người ra uy hiếp Mark, nghiêm cấm anh ta sử dụng điện thoại trong sòng bạc. Nhưng Mark nhanh chóng tìm được cách giải quyết. Anh ta nhờ Yuri tìm cho mình một tai nghe Bluetooth, nội dung tin nhắn sẽ chuyển thành lời nói truyền thẳng vào tai anh ta. Đang lúc Mark chuẩn bị nghỉ ngơi, một lần nữa vào sòng bạc, anh ta gặp được cô gái xinh đẹp Camille trên hành lang sòng bạc. Nhưng hình như cô đang bị quấy rầy. Lúc Mark bước ra giúp cô ngăn cản người theo đuổi, anh bị người nọ đánh ngất xỉu. Không ngờ người phụ nữ đó có lai lịch không đơn giản. Họ đã lấy đi cái SIM trong điện thoại của Mark. Ông chủ sòng bạc muốn biết rốt cuộc là ai đã đang giở trò. Khi Mark tỉnh lại, hoàn toàn không biết SIM điện thoại mình đã bị sao chép. Anh ta vẫn còn tâm trạng mơ tưởng sẽ phát triển thêm với cô gái trước mặt. Thấy cô gái rời đi, anh ta mới nhớ tới chuyện sòng bạc. Tuy ông bà ta có dạy tình trường thất ý, đỗ trường đắc ý, nhưng như Mark bây giờ, rõ ràng là hai bên đều thắng. Chỉ cần dựa theo chỉ dẫn, anh ta có thể dễ dàng rút được 3 triệu từ trên mình hổ. Nhưng còn chưa kịp lấy được tiền, quản lý sòng bạc đã dẫn người tới bắt anh ta. Cùng lúc này đặc vụ tình báo liên bang cũng tìm tới cửa, Mark trực tiếp bị đặc vụ bắt được. Sau một phen tra hỏi mà vẫn không biết được người gửi tin nhắn là ai, bởi vì Mark thật sự không biết gì cả. Sau đó, quản lý sòng bạc đã tìm tới đặc vụ, hóa ra họ là đồng nghiệp cũ, có quan hệ này. Đặc vụ cũng nói cho anh ta biết mục đích bắt Mark của mình. Trước Mark, đã có 3 người đều vô tình nhận được điện thoại. Một người là CEO của công ty vàng bạc, một người là chủ công ty địa ốc, còn một người nữa là chuyên gia công nghệ thông tin của Lầu Năm Góc. 3 người này đều lần lượt dựa vào tin nhắn trên điện thoại lấy được danh lợi, nhưng cuối cùng đều chết vì ngoài ý muốn. Trong đó chuyên gia công nghệ thông tin của Lầu Năm Góc đã làm cục điều tra liên bang chú ý, bởi vì cô ta từng nhận được một tin nhắn, đó là liên quan tới tường lửa của Lầu Năm Góc. Điều này đã uy hiếp đến sự an toàn của chính phủ, vì cả hai bên đều có chung mục tiêu, đó là tìm ra kẻ gửi tin nhắn đằng sau màn, nên họ quyết định hợp tác. Mark bị quản lý dẫn đến khách sạn, điện thoại thì bị đặc vụ lấy được. Đằng sau đặc vụ có cả một trung tâm nghiên cứu và theo dõi số liệu. Vì chủ động nhận được tin nhắn, Mark đã cầm thẻ đánh bạc vào sòng bạc. Quả nhiên anh ta đã nhận được tin nhắn, trung tâm nghiên cứu lập tức khởi động chương trình theo dõi. Nhưng lần này anh ta đã thua trắng tay, còn nhận được tin nhắn cảnh cáo. Đây là cảnh cáo dành cho anh, đừng có giở trò, còn tắt điện thoại, tôi sẽ xử anh. Bên kia, trung tâm nghiên cứu đã truy tung được tọa độ của người gửi tin nhắn, nhưng boss của họ lại lập tức cho dừng cuộc điều tra, bởi vì ông ta phát hiện kẻ gửi tin nhắn đã mượn dùng hệ thống máy Etherlan của chính phủ để gửi tin nhắn. Nó đồng nghĩa với việc cả trung tâm nghiên cứu khó mà tồn tại được nữa. Hệ thống máy nhìn như cực kỳ an toàn của họ đã bị kẻ khác xâm nhập và thao túng, vì vậy họ không thể tìm được kẻ chủ mưu đằng sau. Quản lý tiếp tục bảo vệ Mark, còn đặc vụ thì nhận được lệnh thủ tiêu Mark để tránh anh ta tiết lộ bí mật. Cùng lúc này, Mark đang có một đêm đẹp với Camille. Sáng ngày hôm sau, Camille đột nhiên nhận ra ngoài cửa có một tay xạ kích, cô liều mạng bảo vệ Mark, đồng thời giết luôn gã đặc vụ vừa xông vào. Sau đó, quản lý xuất hiện, dẫn Mark đã đứng ngớ người tại chỗ đi. Họ định đi tìm Yuri, dùng thẻ SIM phục chế để đào ra kẻ chủ mưu đằng sau. Kết quả kiểm tra của Yuri làm mọi người đều vô cùng bất ngờ. Tất cả tin tức trước mắt đều do Etherlan tự mình gửi đi. Etherlan đã thông qua diễn toán số liệu khổng lồ, phát hiện máy bay gặp sự cố trước một ngày nó bị rơi.
cho nên số tiền thắng được ở máy đánh bạc và bàn blackjack đều là kết quả do Aslan thông qua diễn toán máy tính được. Tất cả các camera trên toàn nước Mỹ đều không thể thoát khỏi sự thao túng của nó, đồng thời cục điều tra liên bang cũng phát hiện Aslan sở hữu ý thức tương tự như con người. Vì vậy các đặc vụ đã tìm đến Mark, định hợp tác với họ để cướp lại quyền khống chế Aslan. Họ tiếp tục dựa theo chỉ thị trên tin nhắn đi đến một trung tâm số liệu cực kỳ rộng lớn. Mark từng đến đây để sửa máy. Dựa theo mật mã Mark còn nhớ được, chẳng mấy chốc Aslan đã tự mình vận chuyển. Cục điều tra cũng phát hiện điều lạ thường. Aslan đang tự mình nâng cấp. Một khi nâng cấp hoàn tất, Aslan có thể tiến vào máy tính của bất kỳ người Mỹ nào. Đến lúc đó tất cả bí mật đều sẽ bị xâm nhập. Mark vốn định cúp điện để ép Aslan ngừng thăng cấp, nhưng không thành công. Vài giây cuối cùng, anh đột nhiên nói đạo lý với máy tính, để Aslan tin tưởng sự tồn tại của mình đang uy hiếp tự do của nhân dân. Sau một lúc lộn xộn, Aslan bị tẩy não thành công, quay ngược lại phủ định bản thân đồng thời chủ động tắt hệ thống. Nói chứ, nếu như Mark có đủ khả năng, có thể thuyết phục được máy tính thì còn làm kỹ sư máy tính làm gì, hoàn toàn có thể dựa vào cái miệng mình để mưu sinh. Bên kia, Yuri sửa điện thoại kỳ thực là một quan quân người Nga. Nhiệm vụ của anh ta là chính tiêu hủy Aslan, ngăn cản nước Mỹ thành bá chủ. Vậy xem ra đây lại là bộ phim về một anh Nga ngố giải cứu thế giới rồi. Aslan Conspiracy là bộ phim trinh thám thông qua một chiếc điện thoại có thể dự đoán tương lai, cung cấp cho con người lời giải chuyện họ quan tâm nhất và vấn đề an toàn cá nhân của họ. Sau khi kết thúc tất cả, lại nhận ra hệ thống đã bị chính logic giết chết. Nam chính đúng là kẻ thắng cuối cùng, tránh được chiếc máy bay xảy ra sự cố, nhận được 3 triệu của ông chủ sòng bạc, còn ôm về được một người đẹp. Đâu ra chiếc điện thoại xin xò thế này chứ, tôi cũng muốn có một cái ghê. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây là hết. Thích thì hãy like và share nhé. Chúng ta hẹn gặp ở kỳ sau.